Vâng, em Đức Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi kênh bán hàng ô tô của em Đức. Mới nhất trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì bên em Đức lại về một cái mẫu xe Daewoo Lubiza. Và với một cái mẫu xe đến thương hiệu từ Hàn Quốc. Một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi. Và một cái màu xe khá là đẹp, một chiếc xe màu xanh dưa. Và hiện tại với cái mẫu xe Daewoo Lubiza sản xuất năm 2000 này thì hiện tại BMW Đức đang chào bán giá là khá hợp lý cho tất cả quý chị và các bạn mua về để sử dụng gia đình. Hoặc là bác nào mua về thay một chiếc xe máy che nắng che mưa thì giá cũng khá hợp lý thôi. Với chiếc xe này thì được nhà sản xuất trang bị 5 ghế ngồi, số sàn, máy xăng. Và mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Lubiza này là khá rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Nó đâu đó có khoảng tầm 7 đến 8 lít xăng trên 100 km thôi. Và chiếc xe được mang tên tư nhân biển Hà Nội, biển khá là đẹp, 29A72100. Chiếc này thì xe zin toàn tập luôn nhá quý chị và các bạn nhé. Xe là không đâm đụng, không tê lạn, không tỉ kích. Máy êm, gầm chắc, côn số rất là nhẹ nhàng. Chiếc xe này được nhà sản xuất trang bị 5 quả la răng đúc nguyên bản theo xe. Đấy, một cái mẫu xe giá khá hợp lý thôi. Và hiện tại cái mẫu xe Daewoo Lubiza này em Đức đang chào bán giá là 59 triệu đồng. Quý anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567089. Và một số là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Daewoo Lubiza này. Đấy, hiện tại bên em Đức đang chào bán tại bên cửa hàng về em Đức là chỉ có 59 triệu đồng thôi. Và sau đây em sẽ vào cái phần chi tiết của cái chiếc xe Daewoo Lubiza này các bác nhé. Điểm đầu tiên em sẽ vào là cái kính lái của nó này các bác này. Kính lái này là kính zin luôn anh em nhé. Kính zin luôn. Đấy. Và đây các bác nhìn này, chữ Daewoo này. Kính của nó là kính zin nha anh em nhé. Kính toàn bộ kính zin hết. Và nội thất của chiếc này là khá là ok, rất là tươi luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này, màu xanh dưa nha anh em nhé. Đây anh em nhìn này, ốc kính cửa này anh em nhé. Đấy, zin đét luôn các bạn nhé. Và hiện tại cái mẫu xe này thì chưa được trang bị túi khí an toàn. Đấy, đầu thì đầu Toyota, đầu nghe nhạc Toyota anh em nhé, điều hòa mát lạnh. Đấy, vô lăng đây anh em, vô lăng cực đẹp luôn. Đấy, củ số các bạn này. Chiếc này là máy êm gầm chắc côn số nhẹ nhàng. Đây, ốc ác anh em nhìn này, zin đét luôn anh em nhé. Đấy. Và hiện tại mẫu xe này thì em Đức bán giá khá hợp lý thôi. Đây cao chỉ rồi các bạn này. Đấy. Một chiếc xe zin, kính zin toàn tập luôn anh em nhé. Đấy, đây, keo chỉ ra đây anh em này. Đấy. Ghế da thì được bọc hai màu. Đấy, đen và màu cam. Cái màu này nó kiểu như là màu cam đất anh em ạ. Đấy, nội thất khá ok. Trần thì được bọc trần ly lông. Đấy, trần trên là vẫn là trần lý anh em nhé. Đấy, như bác chủ bọc trần ly lông. Chiếc này nó là bản đủ anh em nhé. Form của em này cũng rất là căng luôn anh em ạ. Rất là căng luôn. Đấy, cực kỳ căng luôn anh em nhé. Đấy. Và cụm đèn hậu của nó anh em này khá là trong và sáng, rất đẹp luôn. Đấy, có cam lùi mà không biết là cái màn hình nó đâu rồi. Đấy, đây. Và em sẽ xoay qua gầm bệ sassi cho tất cả quý chị và các bạn xem nhé. Gầm bệ con này không mục mọt một tí nào luôn anh em ạ. Đây anh em ạ. Đấy, rất ok luôn. Đấy, đây anh em nhìn này. Đấy. Và đây cụm đèn đằng sau anh em ạ. Đấy. Kính này được trang bị kính điện rồi anh em nhé. Kính điện, nội thất rất là tươi. Và ngồi vào khá là rộng rãi luôn. Đấy, một mẫu xe sedan 5 chỗ ngồi,
giá khá hợp lý thôi. Đây anh em nhìn này, kính của nó là kính zin anh em nhé, kính này zin luôn này, kính đuôi này, đấy, kính đằng sau cũng kính zin. Và đây anh em nhìn này, đấy, toàn bộ là kính zin theo xe hết, nên là xe là không có từ đâm đụng hay tai nạn. Giá 59 triệu tổng lưng hạ kính anh em nhé. Đây anh em nhìn này, chi tiết ốc này, đấy, đây các bạn này, đấy, chiếc xe là zin toàn tập luôn, một chiếc xe form dáng khá là ok. Và Đức sẽ mở cái khoang cốp của chiếc này lên. Đây, mang nước này anh em. Đấy, chỉ cốp anh em. Chỉ cốp này. Đây có gì này, chỉ cốp này. Chỉ cốp này. Không có đâm đụng nha anh em nhé. Đấy. Một quả la răng bằng sắt anh em ạ. La răng bằng sắt. Này. Này, mang nước này của nó này anh em. Đấy, tôn vỏ chiếc này khá là ok. Đấy, xe thì rất là ok luôn. Đấy. Xe còn rất căng anh em nhé, rất là căng luôn. Rất là đẹp. Một cái màu xanh dưa. 59 triệu thôi. Đấy. 4 quả la răng đúc theo xe anh em nhá. Đúng ra là 5 quả la răng đúc nhưng mà chắc là bác chủ bác để quên luôn đấy ở gara nó rồi. Đây bộ đèn nó đây anh em này, sáng trưng luôn. Đấy anh em ơi, sáng trưng luôn. Được không nhá. Chiếc này của nó máy rất là êm. Có một cái kim điều chỉnh về ga anh em nhé. Lubiza sản xuất năm 2000. Và em nó thì còn rất đẹp luôn. Đấy. Máy rất êm, máy đại chất luôn anh em nhé. Máy đại chất. Giá hợp lý thôi. 59 triệu. Anh chị em nào mà muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc là ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 hoặc là 0975 567089 các bác nhé, để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Daewoo Lubiza này. Đấy. Xe còn rất đẹp luôn. Đây, em sẽ mở khoang động cơ lên cho tất cả các anh chị và các bạn xem. Máy con này đại chất luôn. Đây anh em nhá. Xe này không có động cơ này anh em. Đấy, đầu bằng nó. Luôn. Và đây tản nhiệt của nó vẫn bằng cái lửa nguyên bản theo xe. Và hiện tại cái mẫu xe này thì anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm với mẫu xe Daewoo Lubiza này thì đến tại địa chỉ trên. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán tại cửa hàng bên em là giá 59 triệu. Giá khá hợp lý thôi. Đấy. Khá hợp lý. Và Đức sau đây sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Và Đức chúc tất cả quý chị và các bạn chọn được cho gia đình nhà mình
một cái mẫu xe và hợp với túi tiền của gia đình nhà mình để sử dụng gia đình. Với chiếc xe giá 59 triệu này thì em Đức nghĩ là rất hợp lý thôi, 5 chỗ ngồi rồi. Đấy, chiếc này thì máy êm, gầm chắc, điều hòa mát lạnh. Form dáng của em nó thì khá là đẹp. Đấy. Chiếc này nó là bản đủ anh em nhé. Chiếc này xe thì rất là sạch sẽ luôn, rất là đẹp.